xin chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình. Trong mục Kết Nối Chiến Sĩ những số phát sóng trước, chúng tôi đã giới thiệu và đưa quý khán giả đến tham quan và có những trải nghiệm rất thú vị tại các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Ngày hôm nay rất vui cho tôi khi được đến thăm Lữ đoàn 161 vùng 3 Hải quân. Không biết ở đây sẽ có những hoạt động gì thú vị? Xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo tôi để trải nghiệm nhé! Xin đồng chí có thể giới thiệu một chút về mình tới quý khán giả. Tôi là Nguyễn Quang Vinh, đại tá chính ủy lữ đoàn 161 Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Trước khi trò chuyện với phóng viên thì tôi xin giới thiệu sơ qua một chút về lữ đoàn 161. Lữ đoàn 161 chúng tôi được thành lập ngày 12 tháng 2 năm 1979. Trải qua gần 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn đã nỗ lực phấn đấu, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày hôm nay rất vui cho em khi được đến tham quan Lữ đoàn 161 vùng 3 Hải quân. Chắc hẳn là ở đây sẽ có rất là nhiều những cái hoạt động thú vị phải không ạ? Anh có thể đồng hành cùng với em trong chương trình hôm nay được không ạ? Vâng, mời chị phóng viên. Bên cạnh những cái nhiệm vụ thường xuyên này, đột xuất, rồi với những cái nhiệm vụ mà cứu hộ cứu nạn rất là vất vả và thường trực như vậy, thì các cái hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đặc biệt là thời gian mà dành cho bộ đội nghỉ ngơi, vui chơi giải trí thì được các anh chú trọng như thế nào ạ? Ngoài nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị ra thì các tàu thì thực hiện nhiệm vụ trên biển, đặc biệt là trực trọng điểm. Thì trong cái tháng đấy thì có ngày sinh nhật của đồng chí đồng đội trên tàu thì chúng tôi sẽ tổ chức chuẩn bị những cái món quà rất là đơn giản, rồi có những gói kẹo, gói bánh để tổ chức cho đoàn viên thanh niên, những cán bộ trong tàu, để cán bộ đoàn viên cũng như cán bộ trong các ngày sinh nhật để vui hơn, xác định tốt hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển. Đúng cái dịp này thì chúng tôi cũng có một cái buổi sinh nhật đồng đội tại bến. Đây là cái phong trào chung của toàn vùng. Vậy thì ngày hôm nay đến thăm đơn vị thì em cũng rất là muốn được tham gia cái buổi sinh nhật đồng đội như vậy ạ. Không biết có được không ạ? Được, mời đồng chí cùng tham gia. Tôi sẽ đếm ngược 3, 2, 1 tối đến ạ. 3, 2, 1. Rất vinh dự cho Liên Chi đoàn Hải đội 31 của chúng ta hôm nay có đồng chí đại tá Nguyễn Quang Vinh, bí thư đảng ủy, chính ủy lữ đoàn đến chúc mừng và động viên các đồng chí. Bình thường những cái hoạt động mà tổ chức sinh nhật trên tàu như thế này em thấy cũng rất là sinh động và cái bối cảnh rất là hay, thì không biết là đơn vị mình có thường xuyên tổ chức như thế này không ạ? Cùng theo thông lệ thì trong tháng thì anh em trong đơn vị có ngày sinh nhật thì tổ chức chọn một ngày đẹp nhất trong tháng để tổ chức cho anh em. Bạn hãy vui cùng những người lính trẻ, dẫn yêu đời và luôn mơ ước, ước mơ được giữ trong tim mình những tháng năm đồng đội bên. Người lính có khi thật nhớ nhà, nhờ gió đem lời yêu thương gửi tới nơi quê nhà, nơi có những vì sao đời mong. Nào cùng nhau ta hát lên vì chúng ta là chiến sĩ. Nào cùng nhau ta hát lên vì chúng ta yêu cuộc đời. Chị được biết là hôm nay là sinh nhật của Đông đúng không? Dạ. Đông có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình hiện giờ nó như thế nào khi mà được sinh nhật ấm cúng bên đồng đội như thế này? Em rất là xúc động khi được sự quan tâm của cấp ủy chỉ huy hải đội tàu tổ chức cho em một bữa sinh nhật rất là đặc biệt như vậy. Bình thường các bạn phải làm việc chủ yếu là trên tàu, với những chuyến công tác rất là xa dài ngày trên biển mà có những cái hoạt động như thế này thì đã động viên tinh thần của các bạn như thế nào? Theo những ngày làm việc huấn luyện vất vả thì đơn vị đã tổ chức những cái buổi văn hóa văn nghệ để cho các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị được
thư giãn, nâng cao đời sống tinh thần và thể hiện được sự đoàn kết gắn bó với nhau trong đơn vị, cùng giúp cho cán bộ chiến sĩ được hiểu thấu nhau nhiều hơn. Anh thương em không, anh thương em nhiều lắm. Anh mơ em không, anh mơ mỗi ngày. Có nhớ đến em mỗi phút mỗi giây mỗi giờ. Anh có yêu em, có anh mãi yêu em. Sống phát thanh nói ngày mai lành lắm. Em đi đâu nhờ mặc thêm áo nhiều. Nhớ lúc mưa đi thật chậm em nhé. Anh thương em mong về em mỗi lúc. Muốn thấy em mãi được vui trong nắng. Khẽ lướt qua như ngàn hương thơm này. Gió mây trao lời ca anh hát, mong đêm nay ta được bên nhau mãi. Đồng chí có thể chia sẻ với khán giả truyền hình hoạt động như thế này thì được tàu của mình triển khai thực hiện như thế nào? Mặc dù trong điều kiện quân số ít ỏi và nhiệm vụ rất là nhiều, hàng tháng chúng tôi vẫn cố gắng để tổ chức sinh nhật đồng chí đồng đội để các đồng chí chiến sĩ ở tàu, đồng chí thực hiện nghĩa vụ xa nhà, cải thiện đời sống tinh thần, đoàn kết với nhau để các đồng chí không bị thiệt thòi so với các đồng chí ở trong bờ. Dạo biển mênh mông, sóng vô nhịp thần tàu, đoàn ta ra khơi thiết mây sao vàng, tràn ngập tình đất nước quê hương. Dù bầu trời xanh tươi, tay chúng ta không rời, lướt sóng ra khơi rộn ràng khúc ca yêu đời. Ngoài khơi bắt ngát cho heo vui, nhìn dòng bao la đang cứng lưới tung hoa ta đầy, nhìn thuyền của ta đây sức sống đang tràn hòa, đoạt ngàn sóng cho ta ra khơi giữ yên quê nhà.